Lớp học trên đường. Cụ Vitali nhặt trên đường một mảnh gỗ mỏng, dính đầy cát bụi. Cắt mảnh gỗ thành nhiều miếng nhỏ, cụ bảo: "Ta sẽ khắc trên mỗi miếng gỗ một chữ cái, con sẽ học nhận mặt từng chữ, rồi ghép các chữ ấy lại thành tiếng." Từ hôm đó, lúc nào túi tôi cũng đầy những miếng gỗ dẹp. Không bao lâu, tôi đã thuộc tất cả các chữ cái, nhưng biết đọc lại là một chuyện khác, không phải ngày một ngày hai mà đọc được. Khi dạy tôi, thầy Vitali nghĩ rằng cùng lúc có thể dạy cả chú chó Capi để làm xiếc. Dĩ nhiên, Capi không đọc lên được những chữ nó thấy vì nó không biết nói, nhưng nó biết lấy ra những chữ mà thầy tôi đọc lên. Buổi đầu, tôi học tấn tới hơn Capi nhiều. Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi. Cái gì đã vào đầu nó rồi, thì nó không bao giờ quên. Một hôm tôi đọc sai, thầy tôi nói: "Capi sẽ biết đọc trước Remy. Con chó có lẽ hiểu, nên đắc chí vẫy vẫy cái đuôi." Từ đó, tôi không dám sao nhãng một phút nào. Ít lâu sau, tôi đọc được, trong khi con Capi đáng thương chỉ biết viết tên nó bằng cách rút những chữ gỗ trong bảng chữ cái. Cụ Vitali hỏi tôi: "Bây giờ con có muốn học nhạc không? Đấy là điều con thích nhất. Nghe thầy hát, có lúc con muốn cười, có lúc lại muốn khóc. Có lúc tự nhiên con nhớ đến mẹ con và tưởng như đang trông thấy mẹ con ở nhà." Bằng một giọng cảm động, thầy bảo tôi: "Con thật là một đứa trẻ có tâm hồn."